nhằm mục đích phát triển cộng đồng và mang tới cho các em thiếu nhi người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên một sân chơi giáo dục lành mạnh. Nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương đã phối hợp cùng tổ chức đoàn địa phương triển khai thực hiện dự án Sân chơi cho em. Đây là dự án xây dựng sân chơi miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi mầm non và tiểu học tại các buôn bản, điểm trường vùng sâu vùng xa ở Tây Nguyên. Mỗi sân chơi sẽ là mô hình trò chơi giáo dục liên hoàn bao gồm cầu xích sắc, tháp tam giác, cầu thăng bằng. Những trò chơi này sẽ giúp trẻ em tăng cường vận động thể chất, tăng cường sự sáng tạo và giúp các em nhanh nhẹn hơn trong việc xử lý tình huống hàng ngày. Không chỉ vậy, việc có sân chơi sẽ góp phần tạo động lực để các em tích cực đến trường hơn. Nói về hoạt động ý nghĩa của mình, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương cho biết, quan điểm của nhóm là trẻ em nơi đâu cũng xứng đáng được hưởng những lợi ích và điều kiện phát triển tốt nhất. Hãy để cho trẻ được chơi, được trải nghiệm, được sáng tạo và được trở thành màu sắc mà các em mong muốn. Hiện nay, nhóm đã hoàn thành 2 sân chơi tại huyện Ea Sắp và huyện Mờ Rắc, tỉnh Đắk Lắk. Công trình sẽ được bàn giao cho ban giám hiệu nhà trường cùng đoàn cơ sở quản lý và vận hành lâu dài. Dự án đặt mục tiêu trong năm 2022 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện và trao tặng 10 sân chơi cho các buôn bản, điểm trường tại địa phương.